Này xá lợi tử, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba làm mật đa sâu xa, như thật biết rõ tất cả pháp tánh đều không chấp thủ, nên đối với tất cả pháp đều không chướng ngại. Này xá lợi tử, không chấp thủ ba la mật đa này tức là không chướng ngại ba la mật đa, không chướng ngại ba la mật đa như vậy, tức là bát nhã ba la mật đa, các đại Bồ Tát nên học như vậy này xá lợi tử đã bồ tát nào có thể học như vậy? thì đối với ý, tất cả pháp đều vô sở đắc và không thể học được. cũng là đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, Đắc bát nhã ba la mật đa, đắc quả phàm phu thanh văn độc giác bồ tát phật. vì sao? này Xá lợi tử vì không có chút thật pháp nào có tự tánh. Nếu trong tất cả pháp không có tự tánh, thì những pháp nào là phàm phu, những pháp nào là dự lưu cho đến chư Phật? Này xá lợi tử, các đại Bồ Tát đã bất khả đắc thì nương vào những pháp nào có thể lập ra được. Con người cũng bất khả đắc, thì làm sao nói đây là phàm phu, đây là dự lưu cho đến như lai ứng tránh đẳng giác? Khi ấy xá lợi tử bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu tất cả pháp đều không tự tánh đều chẳng thật có thì nương vào những việc nào để biết rõ đây là phàm phu đây là pháp của phàm phu nói rộng cho đến đây là như lai ứng tránh đẳng giác đây là pháp như lai ứng tránh đẳng giác phật dạy này sát lợi tử ý ông thế nào vì thật có sắc hoặc đã có hoặc sẽ có như sự chết trước của các phàm phu không vì thật tướng có thọ tưởng hành thức đã có hoặc chẳng có thì như sự chấp trước của các phàm phu ngu si không nói rộng cho đến vì thật có quả vị vô thượng tránh đằng bồ đề của chư phật hoặc đã có hoặc sẽ có như sự chấp trước của các phàm phu không vì thật có phàm phu cho đến như lai ứng tránh đằng giác hoặc đã có hoặc sẽ có như sự chấp trước của các phàm phu không xá lợi tử thượng Bạch Thế Tôn chẳng thật có, chỉ vì các phàm phu điên đảo chấp có như vậy. Phật dạy, nay sát lợi tử, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo, tuy quán các pháp đều không tự tánh, đều chẳng thật có, nhưng nương vào thế tục, hướng đến quả vị vô thượng chánh đồng bồ đề vì các hữu tình phương tiện giải thuyết làm cho họ hiểu biết chân chánh ra lìa các điên đảo khi ấy sát lợi từ bạch phật Bạch Thế Tôn làm sao đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba làm mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo do oai lực của phương tiện thiện xảo này nên tuy quán các pháp vô tự tánh đều chẳng thật có, nhưng đừng vào thế tục hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề để các hữu tình phương tiện giảng thuyết làm cho họ hiểu biết chân chính, xa lìa các điên đảo. Phật dạy này xá lợi tử, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thành tựu phương tiện thiện xào như vậy, nghĩa là không thấy có chút thật phép nào, trụ bên trong, nếu còn trụ bên trong thì còn ngăn ngại, do đó ngăn ngại nên có thối thất, do thối thất nên tâm suy yếu, vì tâm suy yếu mới sanh giải đãi. Này xá lợi tử, vì tất cả pháp đều không thật có, không có ngã và ngã sở. Điều dùng vô tánh làm tự tánh, bản tánh không tịch, tự tướng không tịch. Chỉ có tất cả phàm phu mê lầm điên đảo chấp trước xác uẩn cho đến thức uẩn, chấp trước nhãn xứ cho đến ý xứ, chấp trước sắc xứ cho đến pháp xứ, chấp trước nhãn giới cho đến ý giới, chấp trước sắc giới cho đến pháp giới, chấp trước nhãn thức giới cho đến ý thức giới, chấp trước nhãn xúc cho đến ý xúc chấp trước các thọ cho nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ ra ý xúc làm duyên sanh ra chấp trước địa giới cho đến thức giới chấp trước nhân duyên cho đến tăng thượng duyên chấp trước các pháp theo duyên sanh ra chấp trước vô minh cho đến lão tử chấp trước, trước bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa chấp trước, trước pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không chấp trước chân nhự cho đến cảnh giới bất tư nghỉ chấp trước, trước thánh đế khổ tập diệt đạo chấp trước, trước bốn nhiệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chấp trước bốn tịnh lợi bốn vô lượng bốn định vô sắc chấp trước pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện chấp trước tám giải thoát cho đến mười biến xứ chấp trước tịnh quán địa cho đến như lai địa trước cực hề địa cho đến pháp vân địa chấp trước pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa chấp trước năm loại mắt sáu phép thần thông chấp trước, trước mở đấng Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Chấp trước, trước đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, chấp trước, trước 32 tướng đại, đại sĩ, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, chấp trước, trước pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, chấp trước, trước trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chấp trước, trước quả dự lưu cho đến độc giác Bồ đề, chấp trước, trước hạnh đại Bồ Tát, chấp trước, trước quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề. Chấp trước, trước phàm phu cho đến Như Lai ứng chánh đẳng giác, Do nhân duyên này, các đại Bồ Tát quán tất cả Pháp đều không thật có, không có ngã và ngã sở, đều dùng vô tánh làm tự tánh. Bản tánh không tỉnh, tự tướng không tỉnh, đại Bồ Tát hành bát nhã mà làm mật đa sâu xa, tu tập như nhà ảo thuật, vì các hữu tình mà nói Pháp. Đối với những kẻ tham lam, vì nói Pháp bố thí, những kẻ phạm giới thì nói tịnh giới,